Thiago và thủ môn Phạm Văn Cường phối hợp phòng ngự không tốt. Hai cầu thủ đang bị đau và va chạm giữa Hà Minh Tuấn và Duy Mạnh. Đó là một chấn thương nặng. Một chấn thương nặng. Chúng ta đã thấy, chúng ta vừa được xem lại góc máy từ pha va chạm này. Thì Hà Minh Tuấn đã được di chuyển ra khu vực để xe cứu thương có thể đưa anh vào bệnh viện để chăm sóc cho chấn thương này. Trong hai mùa giải liên tiếp đều là những chấn thương tương tự nhau. Thật đáng tiếc cho Hà Minh Tuấn, cầu thủ áo số 9 của câu lạc bộ Quảng Nam. Anh đã kết thúc trận đấu bằng một chấn thương nặng.